Nam Mô A Di Đà Phật. Một cầu răng sứ 13 đơn vị hầm trơn của một vị thiện nữ nhân khoảng hơn 40 tuổi. Do hư răng mất răng sớm nên phải làm cầu răng sứ hết hầm trơn làm ruông. Răng số 8 răng khôn. Cho nên phòng bệnh thân chữa bệnh tiết thịt thuần chay dưỡng sinh, không sát sanh hại vật ăn thịt muôn loài là phúc. Đồ ngọt, đường cát trắng, đường tinh luyện, bánh kẹo nước ngọt, sô cô la là những thứ gây sâu răng nhất. Rượu bia, thuốc lá, thịt đỏ là những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm và ung thư. Bệnh tâm khẩu nhập, bớt ăn tăng thọ, bớt mặc tăng phước, bớt ngủ tăng lộc. Gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.